Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 2 năm 2015. Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 2 năm 2015 có 181 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên được bổ sung những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, hiểu hơn về vai trò sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước và những kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trong chương trình bồi dưỡng, học viên còn được nghiên cứu các chuyên đề về thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên vận dụng vào thực tiễn tại cơ sở, giúp học viên xây dựng được động cơ và kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Miền Bắc đang trong mùa hanh khô, độ ẩm không khí thấp. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nguy cơ phát sinh cháy nổ nói chung và cháy rừng nói riêng thời điểm này tăng cao hơn hẳn. Là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng. Đảng ủy xã Ngọc Mỹ đã chỉ đạo sát sao công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, yêu cầu chính quyền xã phối hợp với lực lượng chuyên ngành xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cụ thể chi tiết. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập ban chỉ đạo, đội xung kích phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã và các tổ phòng cháy chữa cháy rừng ở từng khu dân cư. Sự sát sao trong công tác chỉ đạo cùng tinh thần cảnh giác chủ động của chính quyền địa phương đã góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn, đồng thời nâng cao khả năng xử lý kịp thời của lực lượng tại chỗ khi có tình huống cháy bất ngờ xảy ra. Chúng tôi đã xây dựng cái ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng, trong đó là có xây dựng các cái lực lượng phản ứng nhanh với cái phương châm là bốn tại chỗ. Ở tại các cái khu vực, những cái thôn dân cư có diện tích rừng thì chúng tôi đều có cái lực lượng nhân dân tại chỗ. Khi xảy ra cháy rừng thì bên cạnh cái sự chỉ đạo chung của Đảng ủy ban và ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng, lực lượng phản ứng nhanh thì cái lực lượng tại chỗ là nhân dân tại chỗ của chúng tôi cũng phản ứng hết sức là kịp thời. Cho nên là mặc dù là với cái điều kiện diện tích rừng rất lớn như vậy, thảm thực vật dày, thì cái việc xảy ra cháy rừng do cái bất cẩn của người dân là việc không tránh khỏi. Tuy nhiên khi xảy ra thì chúng tôi đều là huy động được cái lực lượng kịp thời tại chỗ và cũng để xảy ra cái việc cháy rừng nhưng thiệt hại không lớn và cũng chưa một lần nào là phải nhờ đến các cái lực lượng ứng cứu. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng, cấp ủy chính quyền xã Hồng Mỹ thường xuyên phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 4 tổ chức tuyên truyền miệng, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy trực tiếp đối với các chủ rừng. Gia đình ông Nguyễn Đức Chính là một trong số những hộ có nhiều thế hệ trồng rừng phòng hộ và rừng sản xuất ở xã Ngọc Mỹ. Gia đình ông hiện có 1 hecta rừng. Thông qua công tác tuyên truyền của địa phương và các ngành chức năng, gia đình ông Chính đã biết cách quan tâm bảo vệ rừng và thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng. Trên diện tích rừng của gia đình, ông chưa để xảy ra vụ việc phát sinh cháy đáng tiếc nào. Các cấp các ngành ở trong thôn, trong xã là cũng tuyên truyền, mở rộng tuyên truyền. Gia đình cũng học hỏi và cũng tạo điều kiện và cũng đầu tư một số vấn đề, là cũng đi thường xuyên là phát dẹp các cái phần bóng ướm mà không để lây lan cái sự cháy bên ngoài vào, cũng luôn trông nom và bảo vệ thường xuyên, cho nên là cũng không xảy ra cháy lần nào. Chuyển sang phần tin trong nước, theo Hội Thép Việt Nam VSA, đến cuối tháng 9 năm 2015, cả nước đã nhập khẩu khoảng 5,1 triệu tấn thép hợp kim, bằng với số lượng nhập khẩu cả năm 2014. Phó Chủ tịch VSA Nguyễn Văn Xưa nhận định, trong năm nay, lượng thép hợp kim nhập khẩu có thể lên tới hơn 7 triệu tấn. Tình trạng nhập khẩu phôi thép cũng tăng vọt một cách bất thường, ước tính cả nước đã nhập trên 1,2 triệu tấn, trong đó 75% lượng phôi nhập khẩu từ Trung Quốc, được khai báo là phôi thép hợp kim chứa nhiều nguyên tố chrome để được hưởng thuế suất 0%. Đáng chú ý, các loại phôi thép này vẫn được dùng để cán thành thép xây dựng, trong khi đáng ra phôi thép xây dựng nhập khẩu phải chịu mức thuế suất 9%. Theo báo cáo của chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011 đến 2015,
Trên cả nước mới chỉ có 65% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, còn 45% hộ gia đình ở nông thôn, tương đương 16 triệu người, đang sử dụng nhà vệ sinh không đảm bảo. Theo đánh giá của đại diện Bộ Y tế, vệ sinh môi trường kém đang làm tăng chi phí cho công tác khám chữa bệnh, tiêu tốn mỗi năm khoảng 780 triệu đô la Mỹ, gây ra thiệt hại 1,3% GDP, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, là nguyên nhân chính dẫn tới tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở Việt Nam lên đến 26%. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã phường thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, ra nước ngoài để định cư. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau. 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014, 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Chiều 22 tháng 11, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết, việc điều chỉnh giá hơn 1.800 dịch vụ y tế sẽ được lùi lại vào năm 2016 thay vì cuối năm nay như dự kiến ban đầu. Theo lộ trình, trong năm 2016, giá viện phí sẽ tăng thêm từ 2 đến 4 lần sau khi tính đủ các chi phí trực tiếp, cộng thêm phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và kết cấu tiền lương của nhân viên y tế. Ông Nguyễn Nam Liên cho rằng, với lộ trình điều chỉnh viện phí như hiện nay, vấn đề quan trọng nhất là đẩy nhanh độ bao phủ của bảo hiểm y tế để bệnh nhân không phải nặng gánh chi trả thêm. Lý do lùi thời điểm tăng giá viện phí, theo ông Nguyễn Nam Liên, việc lùi thời điểm tăng giá các dịch vụ y tế là để Bộ Y tế có thời gian tập huấn cho các cơ sở y tế về chính sách viện phí mới, đồng thời tuyên truyền cho người dân tham gia bảo hiểm y tế trước khi giá viện phí được áp dụng đồng loạt đối với tất cả các đối tượng. Hiện vẫn còn hơn 10 địa phương có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt dưới mức 60%. Do vậy, nếu người dân không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ bị tác động rất lớn bởi chính sách viện phí tới đây sẽ được điều chỉnh. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm một phần đối với sự lớn mạnh của nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, do Washington ủng hộ việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức thay vì chống khủng bố. Phát biểu với báo giới, ông Medvedev tuyên bố sự lớn mạnh của IS một phần có thể là do các chính sách vô trách nhiệm của Mỹ. Thay vì tập trung vào các nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ và các đồng minh quyết định chống lại Tổng thống được bầu một cách hợp pháp của Syria Bashar al-Assad. Theo Thủ tướng Nga, Washington từng góp phần làm cho mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda lớn mạnh và đã dẫn tới vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Trước đó, ông Obama cho rằng Moscow từng tập trung hỗ trợ ông Assad, song vụ máy bay A-321 của Nga bị đánh bom khủng bố ở bán đảo Sinai của Ai Cập có thể khiến Moscow thay đổi cách tiếp cận của họ. NATO tăng cường trao đổi thông tin tình báo giữa các nước sẽ giúp nâng cao hiệu quả chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Tuyên bố trên được Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Chris Pavel đưa ra bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax lần thứ 7 đã diễn ra ở bang Nova Scotia của Canada. Ông Pavel cho rằng hợp tác song phương chống IS là chưa đủ, do vậy NATO và các tổ chức quốc tế khác sẽ xem xét cách thức nâng cao nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống IS. Theo ông, bước đầu tiên là phải có cơ chế chia sẻ thông tin tình báo tốt hơn, vì đó là lĩnh vực chúng ta có thể làm được tốt nhất ngay từ đầu mà không làm thay đổi các quy tắc. Tướng Pavel cho biết thêm rằng hiện nhiều nước vẫn chưa tham gia vào cơ chế chia sẻ thông tin tình báo, dù hiểu rõ bản chất nguy hiểm của mối đe dọa khủng bố hiện nay. Ông bày tỏ hy vọng sẽ được chứng kiến những thay đổi tích cực trong thời gian tới. Trung Quốc cam kết cung cấp khoản tín dụng cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng lên tới 10 tỷ đô la Mỹ dành cho các nước Đông Nam Á.
và đề xuất hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và đường sắt nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác với khu vực này. Thông báo được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra khi ông tham dự hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc tại Malaysia bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27. Theo ông Lý Khắc Cường, quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN đang ngày càng trở thành cột mốc quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Đông Á. Ông Lý Khắc Cường kêu gọi hai bên nỗ lực củng cố nền tảng hợp tác bằng cách tăng cường lòng tin lẫn nhau, tìm kiếm các giá trị chung, bỏ qua khác biệt và thúc đẩy lợi ích chung. Trong một đề xuất, ông Lý Khắc Cường hối thúc Trung Quốc và ASEAN tăng cường xây dựng hành lang pháp lý cho hợp tác song phương và phát triển chung của hai nền kinh tế thông qua thực hiện kế hoạch hành động 5 năm và khung làm việc 2+7, hai nhất trí chính trị và 7 lĩnh vực hợp tác với ASEAN do Trung Quốc đề xuất vào năm 2013. Bên cạnh đó, ông Lý Khắc Cường cũng kêu gọi hai bên cần nhanh chóng nâng cấp hợp tác kinh tế và thương mại để khuyến khích hội nhập khu vực. Tại cuộc họp với các lãnh đạo khu vực bên lề hội nghị cấp cao ASEAN, hội nghị cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chúc mừng các nước ASEAN đã thống nhất một mục tiêu chiến lược chung. Ông cũng khẳng định thịnh vượng và ổn định trong khu vực là điều vô cùng quan trọng đối với Nhật Bản và Tokyo sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực đoàn kết của ASEAN. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố Seoul sẽ đóng vai trò tích cực trong quá trình hiện thực hóa hội nhập cộng đồng ASEAN. Việc các nhà lãnh đạo ASEAN ký tuyên bố về việc thành lập cộng đồng ASEAN là điểm nhấn quan trọng trong hội nghị cấp cao ASEAN năm nay. Đây là dấu mốc quan trọng của ASEAN trong 48 năm hình thành và phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi Thời sự ngày của Đài Phát thanh.